hiện tại thì nhà Thanh Tuấn nhận được rất là nhiều cuộc gọi cũng như là comment tin nhắn của quý khách hàng muốn tìm cho chúng ta một cái loại ghế có bô vệ sinh và đi kèm cho chúng ta có những cái bánh xe để chúng ta dễ dàng di chuyển. Thì hôm nay Bích Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu xe có mã sản phẩm là GBM019, một trong những cái loại xe đẩy có bô vệ sinh được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng trên trên thị trường. Thì cái xe này chúng ta sẽ về kết cấu xe được sơn một cái màu xanh nhìn rất là trang nhã và nhìn rất là hợp thời trang ha. Xe thì nặng tầm là 9kg và tải trọng lên đến là 120kg. Về cái phần khung thì khung được làm bằng khung hợp kim nhôm rất là bền và nhẹ. Đi kèm đó cho chúng ta là những cái thành tay và những cái tựa lưng được làm bằng cái nhựa ABS cho nên là rất bền và cái độ chống nước cũng rất là cao. Về cái đệm ngồi thì được làm bằng chất liệu là cao su bọc biển rất là mềm, khi mà chúng ta ngồi rất là cảm giác rất là êm ái, không có bị cấn ha. Những cái mối hàn của cái đệm ngồi này được hàn rất là kín cho nên là khi mà chúng ta sử dụng cái ghế này để tắm cũng rất là phù hợp và cái độ bền cũng rất là cao. Đi kèm cho chúng ta là một cái bô, nhìn rất là rộng rãi, đi kèm là thêm một cái nắp rất là hợp thời trang và cái giúp cho chúng ta ngăn mùi khi mà chúng ta sử dụng. Bên trong thì sẽ có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng cho chúng ta lắp ráp ha. Bên trong là đầy đủ những cái thông tin để chúng ta lắp ráp cái xe này nên là quý vị các bạn có thể yên tâm khi là mua xe là không biết cách lắp ráp như thế nào. Và đằng sau của cái tờ hướng dẫn này là có thêm một cái phiếu bảo hành cho chúng ta ha. Nhà Thanh Tuấn sẽ bảo hành cho chúng ta phần khung 12 tháng. Và đi kèm cho chúng ta là một cái lục giác và một cái cây vặn để chúng ta trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ kiểm tra và bảo dưỡng ở những cái con ốc nó bị lỏng lẻo ha. Về cái phần chân thì được trang bị cho chúng ta có thể là nâng lên hạ xuống được. Phần chân được thiết kế rất là rộng rãi, khi mà người ngồi đặt chân lên đây rất là thoải mái. Hai bánh trước được trang bị cho chúng ta thêm hai cái khóa bánh ha, để khi mà chúng ta di chuyển á, chúng ta muốn xe nó được đứng yên á, không có gây bị xô lệch á, thì chúng ta sẽ khóa bánh nó lại. Hai bánh sau chúng ta sẽ khóa bánh bằng cách là chúng ta sẽ bóp hai cái phần thắng lại, chúng ta sẽ bóp mạnh vào thì xe nó sẽ động đứng yên ha. Khi mà chúng ta muốn mở ra để sử dụng thì chúng ta sẽ bóp cái phần màu đỏ này thì xe nó sẽ động, hai bánh sau nó sẽ mở khóa và hai bánh trước chúng ta sẽ gạt nó xuống. Đằng sau cái chiếc xe ghế bô GBM019 này trang bị cho chúng ta thêm cái khung để nó đỡ cái phần tựa lưng của chúng ta ha. Và trang bị cho chúng ta cái phần thắng này để chúng ta là khi mà người hỗ trợ đẩy chúng ta sẽ có cái phần thắng để giúp cái việc di chuyển và chăm sóc người nhà của chúng ta được an toàn hơn. Vừa rồi thì Thảo mới chia sẻ đến quý vị các bạn một cái mẫu ghế bô GBM019. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị các bạn tìm được một cái mẫu ghế bô phù hợp với nhu cầu của bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại.